Rắp đầy sông núi, anh em ta rắp đầy sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta phải chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ dân san, ta phải chết cho quê hương. Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba là ngày đầu tiên của tháng 8 năm 2017. Và cũng là buổi phát thanh lần thứ 2271 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình, như thường lệ là phần tin tức. Mời quý vị cùng theo dõi những tin chính sau đây. Blogger Mẹ Nắm được gặp mẹ lần đầu tiên kể từ khi bị bắt. Hơn 95% các vụ kiện cáo là do bị cưỡng chiếm đất đai. Hoa Kỳ ra tối hậu thư cho Trung Cộng về vấn đề Bắc Hàn. Tổng thống Nga ra lệnh trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ. Bạo loạn đẫm máu trong ngày tuyển cử quốc hội Venezuela. Chi tiết những tin chính nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó trong chuyên mục Chuyện nước non mình, một tác giả viết từ Sài Gòn gửi đến quý vị bài viết Khi mạng người bị xem rẻ. Giữa chương trình là tiết mục Đất nước đứng lên. Mời quý vị cùng đón nghe bài Nhằm cái lưỡi thôi có gì lạ đâu của tác giả Paulus Lê Sơn. Và chương trình sẽ được khép lại với phần bình luận của tác giả Mưa Nguồn, tựa đề Thất thoát tài sản quốc gia. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội Phụ Nữ Âu Cơ Thế Giới trong lịch vàng 365 ngày năm 2017. Đồng thời cũng để vinh danh bà Ngô Thị Minh Ước, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Bá Cơ. Sau 8 tháng bị bắt giam và hơn 1 tháng sau khi bị tuyên án 10 năm tù, blogger Mẹ Nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mới được bảo quyền cho phép gặp gỡ người mẹ và hai đứa con thơ vào hôm qua. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của cô Quỳnh, cho biết là Mẹ Nắm đang bị chứng bệnh co quắp các ngón tay suốt 2 tuần qua, nhưng không được điều trị và cung cấp thuốc men. Bà Lan nói thêm là đám cai tù chỉ cho phép gặp gỡ trong vòng 10 phút, nên bà và hai đứa cháu không thể trò chuyện nhiều với cô Quỳnh. Cần nhắc lại là vào cuối tháng 6 vừa qua, Mẹ Nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Tòa án tỉnh Khánh Hòa khép tội tuyên truyền chống phá chế độ với bản án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế sau khi ra tù. Hiện các tổ chức nhân quyền quốc tế và chính phủ các nước dân chủ vẫn tiếp tục kêu gọi bạo quyền Hà Nội phải trả tự do cho người phụ nữ đã can đảm nói lên các chính kiến khác biệt với chế độ. Cũng vào hôm qua, Hội Anh Em Dân Chủ đã lên tiếng phản đối việc bạo quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam 4 cựu tù nhân lương tâm với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chế độ. 4 người bị bắt trong chiến dịch đàn áp mới nhất là mục sư Nguyễn Trung Tôn, kỹ sư Phạm Văn Trội, nhà báo Trương Minh Đức và luật gia Nguyễn Bắc Truyển. Trong bản lên tiếng, Hội Anh Em Dân Chủ tuyên bố là những người vừa bị bắt giữ cùng với nhiều người khác trước đây chỉ hành xử các quyền tự do ngôn luận và hội họp được ghi nhận trong Hiến pháp Cộng sản Việt Nam và Công ước Quốc tế mà Hà Nội đã từng ký kết. Vì thế, hội này kêu gọi bạo quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho 4 người nói trên và nhiều tù nhân lương tâm khác. Trong số 1.500 lá đơn kiện cáo được gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 6 tháng qua, thì có hơn 1.400 vụ liên quan đến việc nhà cầm quyền địa phương cưỡng chiếm đất đai của người dân. Theo tường trình đưa ra vào hôm qua, Bộ Tài nguyên cho biết thêm là hơn 600 vụ không hội đủ điều kiện để được giải quyết, nhưng không nói rõ đó là những điều kiện nào. Và trong số 860 vụ đang được xem xét thì có 16 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng, 25 vụ do các bộ xem xét, và số còn lại thuộc quyền phân xử của các nhà cầm quyền địa phương. Bản tường trình cũng không đề cập gì đến hàng chục ngàn vụ kiện cáo vẫn chưa được giải quyết, với hàng chục ngàn dân oan trên toàn quốc đã lặn lội ra tận Hà Nội để gõ trống kêu oan suốt mấy chục năm qua. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, vào hôm qua đã ra một tối hậu thư cho Trung Cộng, yêu cầu nước này phải có hành động ngay lập tức
để giải quyết mối đe dọa đến từ Bắc Hàn. Bằng lời lẽ cứng rắn, bà Haley tuyên bố là không cần phải triệu tập bất cứ phiên họp Hội đồng Bảo an nào nữa, nếu như không có được một nghị quyết trừng phạt nặng nề đối với Bắc Hàn. Bà Haley nhấn mạnh là thời gian tranh luận đã kết thúc và đến lúc Trung Cộng phải hành động. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng viết trên mạng là không thể để cho Trung Cộng tiếp tục buôn bán kiếm lợi với Hoa Kỳ mà không có hành động nào cả về vấn đề Bắc Hàn. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua ra lệnh cho 755 nhân viên ngoại giao Mỹ phải rời khỏi nước Nga trước ngày 1 tháng 9 tới đây. Đây là hành động cứng rắn của ông Putin nhằm trả đũa việc Hoa Kỳ ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với nước Nga. Lệnh này sẽ khiến cho số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga sụt giảm xuống còn 455 người, ngang bằng với số lượng nhân viên ngoại giao Nga ở Hoa Kỳ. Hiện chính phủ Hoa Kỳ chưa có phản ứng nào về vụ trục xuất này. Đây cũng là vụ trục xuất lớn nhất trong lịch sử ngành ngoại giao của thế giới. Theo lệnh này thì một số người Nga được Bộ Ngoại giao Mỹ tuyển dụng vào làm việc ở Nga cũng bị sa thải. Cuộc tuyển cử quốc hội ở Venezuela đã trở nên hỗn loạn với các vụ bạo động và biểu tình khắp nơi, khiến hàng chục người thiệt mạng ở cả hai phe chính phủ và đối lập. Cần nhắc lại là Tổng thống Nicolas Maduro đã giải tán quốc hội và tổ chức tuyển cử với hy vọng chiếm lại đa số ghế từ phe đối lập để thay đổi hiến pháp. Từ mấy tháng qua, phe đối lập đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình và đình công trên toàn quốc nhằm tẩy chay cuộc tuyển cử và phản đối tham vọng, thu tóm quyền lực của ông Maduro, một người theo chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc tuyển cử vào cuối tuần qua, hàng chục người đã bị bắn chết trong các cuộc bạo loạn, trong đó có một thủ lãnh sinh viên thuộc phe đối lập và một binh sĩ. Kính thưa quý thính giả, khi sự vô nhân đạo xem rẻ người dân, ngự trị lên cả một chế độ, thì số phận công dân nước đó có khác gì con sâu cái kiến sẵn sàng bị chà đạp, dập vùi, bỏ rơi. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi bài viết có tựa đề Khi mạng người bị xem rẻ của một tác giả viết từ Sài Gòn sẽ được quê hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Để có một thứ gì đó ưng ý, người ta có thể bằng cách này hay cách khác biện hộ rằng sự có mặt của nó là hợp lý, là cần thiết. Và khi không cần một thứ gì đó nữa, muốn tống khứ nó đi cho rảnh chuyện, người ta lại thiết lập cả một hệ thống suy nghĩ để bào chữa cho sự tống khứ của mình. Với tính mạng của một con người cũng vậy, nhất là trong thời đại cộng sản xã hội chủ nghĩa này, mạng người đôi khi rẻ hơn lá mít, mà cũng có lúc đánh đổi cả giang sơn. Nói nghe có vẻ buồn cười và không thật, nhưng đó là sự thật, và cái sự thật cay đắng, đau lòng này đã kéo dài khá lâu trên đất nước này. Nó như một minh chứng về thân phận của một quốc gia, một dân tộc nhược tiểu và đầy ma mãnh, lừa lọc. Đáng sợ hơn là sự ma mãnh, gian xảo này được hợp thức hóa bằng con đường chính thống, và nó đẩy gạt mọi giá trị đạo đức sang hai bên lề trên đường đi của nó. Thử đặt câu hỏi, nếu như anh Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải, hai nạn nhân bị nhóm Hồi giáo Abu Sayyaf chặt đầu tại Philippines là con có một quan lớn nào đó trong hệ thống trung ương đảng Cộng sản, thì họ có để sự việc xảy ra nông nổi như đã thấy? Vì sao tôi phải đặt câu hỏi này? Bởi vì hiện tại, có hàng triệu người trẻ Việt Nam đã trả giá cho việc học hành, theo đuổi tấm bằng đại học, rồi bằng cao học, tiến sĩ. Việc theo đuổi này bị đánh đổi bằng việc cha mẹ của họ phải bán đất đai, bán nhà cửa, cầm cố, vay nợ. Để rồi khi tốt nghiệp, họ lại tiếp tục cầm tấm bằng xoay sở vất vả khắp nơi xin việc, đi bưng cà phê, đi bán bảo hiểm, đi phụ hồ. Trong khi đó, con cái của giới quan chức học hành chẳng ra gì. 1.000 đứa thì có một đứa học hành tử tế, con số 999 đứa còn lại không cần học hành gì,
thậm chí ăn chơi sa đọa mà vẫn có được chỗ làm vững chãi, làm sếp, làm lãnh đạo người khác. Những đứa con nhà quan tuy học hành chả ra trò trống gì, nhưng chúng có cha mẹ của chúng làm cái dù che chở cho chúng, và để có được sự no lưng ấm cật cho con cái, giới quan chức đã không ngần ngại đạp đổ mọi quy tắc đạo đức, mọi quy định của pháp luật để lấy cho được cái ghế quyền lực và bổng lộc cho con của họ. Đáng sợ hơn là khi con các quan chức tạm gọi là cậu ấm cô chiều vi phạm một chuyện gì đó, thay vì phải để họ đối diện với pháp luật, phải được pháp luật trừng trị để trưởng thành hơn, để thành người hơn, thì họ lại được cha mẹ che chở, bảo bọc nhằm tránh tội, được yên thân, bởi họ là con nhà quan. Trừ khi chế độ cộng sản sụp đổ thì họ mới sợ, mới chịu làm người tử tế. Trở lại chuyện các thủy thủ Việt Nam bị bắt cóc, tống tiền. Giả sử như Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải là con nhà quan chức cộng sản, thì chắc chắn là họ không bị giết. Họ đã được cứu ngay từ đầu. Người ta sẽ dùng đủ mọi cách có được để cứu họ, không ngoại trừ dùng cả nguyên tắc tối hệ quốc để cứu lấy mạng sống của con cháu họ. Và lúc đó, một kịch bản yêu thương nòi giống Việt Nam, một tiểu thuyết về khả năng tồn tại trước cái chết của cô chiêu cậu ấm được trình làng, để biến họ thành những ngôi sao có sự sống bất diệt. Điều đó vừa có lợi cho quá trình chuộc con tin, lại vừa có lợi cho cái điều gọi là mầm mống của đảng, thành phần ưu tú của xã hội. Nói như vậy để thấy rằng, khi muốn có một thứ gì đó, người ta sẽ bằng mọi giá để bao biện rằng sự tồn tại của nó là ý nghĩa, là giá trị và không được phép mất nó. Ngược lại, khi thấy không cần thiết, người ta cũng tìm cách biện luận cho sự đập bỏ của mình bằng một hệ thống lý lẽ nghe ra cũng không đến nỗi chói tai. Trường hợp mà ông Lê Hưng Quốc, chuyên viên đối ngoại của nhà nước Cộng sản Việt Nam trả lời trên AFP về cái chết của hai công dân Việt Nam Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải rằng: "Nhưng làm thế nào thì phải theo thông lệ quốc tế. Ví dụ như tự mình đi gặp riêng bọn bắt cóc để đưa tiền chuộc là không được, quốc tế không cấm. Nhưng người ta kêu gọi chính phủ là không nên. Bởi vì sao? Nó tạo ra một tiền lệ hôm nay, mình bồi thường trường hợp này thì sẽ bắt trường hợp khác. Cuối cùng cả thế giới này nằm trong khủng hoảng, khủng bố." Nói như vậy thì cuối cùng nghe ra cũng rất chi là hợp lý, hợp tài, và chẳng ai có thể trách ai được chuyện này cả. Mọi chuyện đều đổ lên thông lệ quốc tế. Mượn thông lệ quốc tế vốn dĩ là bài học thuộc lòng của giới chuyên viên nhà nước, mặc dù cái họ mượn chỉ có hại cho dân và có lợi cho sự vô trách nhiệm của họ. Thử nghĩ, nếu họ thực sự coi trọng thông lệ quốc tế hay các quy định quốc tế, thì tại sao họ phải ém nhẹm tin tức về vụ các nạn nhân bị bắt cóc và sau đó là cấm đoán loan tin về cái chết của các nạn nhân? Và nếu thực sự coi trọng các quy định quốc tế, thì tại sao các phiên tòa xử các nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam lại che đậy và mang trá như đã thấy? Không phải là một vụ mà đã có quá nhiều vụ. Điều này làm tôi liên tưởng đến một thứ rất dân dã của nhà nông, đó là cái cuốc. Với người nông dân, cái cuốc là phương tiện, là sinh kế để đào ra hột gạo mà sống. Nhưng với người cộng sản, nó không phải là sinh kế, không phải là phương tiện đào ra hột gạo tồn tại, mà là thứ vũ khí để đập vào sọ đối phương. Mọi điều quy ước hay quy định quốc tế cũng vậy thôi. Với người này, nó là phương tiện để nâng cao tính nhân đạo. Với kẻ khác, nó là phương tiện để bao biện, thậm chí để lọc lừa, bao che cho sự vô cảm, lạnh lùng và cho cả cái ác. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp, ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612-882 San Jose, California 95161.
hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt .com đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, thói hóng hách, hét ra lửa, mửa ra khói của những kẻ ngu dân ít học, nhưng được đắc thời làm lớn trong lúc nhiễu nhương loạn lạc, thì ai cũng biết hết, có thành mình thành ngà thì cũng chỉ là chuyện rác rưởi của miệng lưỡi cộng sản mà thôi. Trong tiết mục Đất nước đứng lên hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết Nhầm cái lưỡi thôi, có lạ gì đâu, của tác giả Paulus Lê Sơn, qua giọng đọc của Nguyên Khải. Chế độ này là chế độ Vào trưa ngày 14 tháng 7 năm 2017, ông Trung tướng quân đội Võ Văn Liêm về hưu đã dùng nhiều lời lẽ khiếm nhã, thách thức khi bị lực lượng cảnh sát giao thông, công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ xử phạt vi phạm giao thông, gây xôn xao dư luận về bộ mặt đạo đức và sự thượng tôn pháp luật của các ông quan lớn Cộng sản Việt Nam. Trong đoạn clip ghi lại hình ảnh, ông này chửi thề tục tiểu và cho rằng, mày không có quyền kiểm tra, mày không có đủ tư cách, tao không phát biểu lôm côm với tụi bay khoác cái áo này là muốn làm gì thì làm, tao mà chậm một chút nữa là mày chết với tao, trong chiều nay tao cho mày nghỉ việc luôn. Ông Liêm xuất thân từng là nguyên phó chính ủy quân khu 9, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương Bộ Quốc phòng. Ngày 17 tháng 7, giải trình cho hành động của mình, ông cựu trung tướng Võ Văn Liêm trả lời trên báo Người Lao Động là, có thể tôi nhầm lưỡi cái gì thôi. Ông Liêm nói nhầm cái lưỡi là đúng rồi, ông cư xử như vậy với viên cảnh sát giao thông, cũng quá đúng luôn. Có như thế mới bộc lộ được cái uy nghiêm của ông quan lớn, của miệng lưỡi được chế độ Cộng sản dày công uốn nắn, cho thấy được bản lĩnh chính trị của mình và của cả hệ thống. Dư luận hay pháp luận chỉ là cái lông tơ so với sức nặng, sức mạnh của tổ chức Cộng sản của ông Liêm. Thời Cộng sản nó cũng như thời phong kiến, có gì lạ đâu. Cứ đem ba cái mớ thượng tôn pháp luật với nhà nước pháp quyền ra để làm gì? Nó chỉ có tác dụng với dân ngu, khu đen. Còn với quan thì quan đẻ ra cái luật, cái quyền đó mà. Quan với dân, quan sai thì dân chịu, dân sai thì dân đi tù. Quan với quan thì quan lớn hiếp quan bé, cứ thế mà thí chốt cho đến tên vô danh tiểu tốt. Ai chà, cái xứ thiên đường Cộng sản này sao mà nó lễ phép đến lạ lùng. Nó lễ phép ở cái chỗ là biết chấp nhận, biết dĩ hòa vi quý, biết thua thiệt, biết nhìn trước nhìn sau, biết cười với người bề trên, dù kẻ bề trên đang đè đầu cởi cổ, thậm chí đe dọa đến tính mạng của mình. Dân gian thường khinh rẻ cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo để ám chỉ kẻ mạt hạng tiểu nhân, hay sử dụng để lừa phỉnh, hành tỏi, thị phi và đem lại tiêu cực đau khổ cho người khác và xã hội. Thế nhưng mà bây giờ nó được nguyên cả một hệ thống trí tuệ siêu việt sáng suốt và tài tình đem ra sử dụng một cách nhuần nhuyễn và hiệu quả. Cái lưỡi công cụ của họ siêu việt và quyền uy đến nỗi Facebooker Minh Tuấn Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân nói về thói đòi của hệ thống công quyền một cách mỉa mai. Xã hội này đến ngay cả những thằng công an xã hay công an phường vô học còn hét ra lửa, huống chi em phó chủ tịch quận hay ông tướng ngồi mãi ở trên kia. Bệnh quyền hành nó ngấm vào máu rồi, vậy nên đừng thanh minh gì hết khi sự việc nó đã xảy ra rồi. Có thanh minh thì cũng đừng ai tin chúng mày. Cái lưỡi con người có nhiều chức năng và tác dụng. Nó còn có khả năng liếm bất cứ thứ gì tùy theo ý thích và mục đích của từng người. Chẳng hạn, khạc nhổ nước miếng rồi liếm lại. Người ta thường nói chó hay liếm mặt chủ. Hành vi này là một lý do sâu xa, có vẻ khá buồn cười khi việc liếm mặt như vậy đôi lúc chỉ nói rằng chúng đang đói.
Ở xã hội Việt Nam, người dân tự hào được các công bộc mệnh danh cho là những ông chủ. Nói tóm lại là lưỡi của người càng có quyền, có chức thì càng vi diệu. Không cần biết lưỡi ấy là lưỡi gì. Ông Liêm là người có chức cao vị lớn nên lưỡi của ông Liêm có quyền. Nói đúng hay sai là quyền của ông. Mà thật ra lưỡi ông Liêm đại diện cho lưỡi nhà sản. Có gì lạ đâu. Thưa quý thính giả, độc tài đảng trị tuyệt đối tại Việt Nam đồng nghĩa với tham nhũng lạm quyền tuyệt đối. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Mưa Nguồn với tựa đề Thất thoát tài sản quốc gia sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Trong một hội nghị cách đây không lâu, Phó Thanh tra Nhà nước Nguyễn Đức Hạnh đã lên tiếng báo động về tình trạng thất thoát tài sản quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai và các tập đoàn kinh tế quốc doanh. Ông Hạnh cho biết là cơ quan ông chỉ mới thanh tra một vài địa phương nhưng đã phát giác ra các vụ thất thoát ở mức kinh khủng. Điều đáng chú ý là Nguyễn Đức Hạnh tuyên bố rằng cơ quan ông không có thẩm quyền giải quyết các vụ tham nhũng và rất nhiều địa phương vẫn còn giấu giếm, không chịu công bố minh bạch sổ sách nên không thể thanh tra rõ ràng. Nghe mẫu tin ngày 18 tháng 7 trên đài Đáp Lời Sông Núi, trong một hội nghị vào tuần qua, Phó Thanh tra Nhà nước Nguyễn Đức Hạnh đã lên tiếng báo động về tình trạng thất thoát tài sản quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai và các tập đoàn kinh tế quốc doanh. Vậy, chúng ta có cảm nghĩ gì? Rõ ràng, thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Vừa mỉa mai, vừa khôi hài, vừa châm biếm và vừa bỉ ổi. Với đầu óc một người bình thường, người ta cũng không thể hình dung ra được những quái chiêu làm ăn cướp bóc có bảo kê hợp pháp, rồi sàng xê, xào nấu phù phép hô biến đến nỗi phép thần thông của lão Tôn Ngộ Không, Tề Thiên cũng đành chào thua. Thời đại kẻ gian dối, lưu manh, xảo quyệt, tham lam, biển lận, vô học mà cầm cân nảy mực luật pháp với vũ khí và bạo lực khủng bố trong tay thì chuyện thất thoát tài sản quốc gia nhiều hay ít, lớn hay nhỏ là chuyện thường tình. Nói theo ngôn ngữ thời đại là chuyện thường ngày ở huyện. Theo cái báo cáo của Phó Thanh tra Nhà nước là mới có thanh tra vài địa phương thôi mà đã phát giác ra những thất thoát tài sản kinh khủng, tính ra hàng nhiều tỷ đô la. Đây mới chỉ là vài vụ lẻ tẻ, như vậy phải có nhiều vụ lớn hơn, vĩ đại hơn. Phải chăng vĩ đại nhất là việc ký kết Hiệp ước Thành Đô thời Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười là công hàm bán nước mà Phạm Văn Đồng đã xác nhận chủ quyền của Tàu Cộng trên Hoàng Sa, Trường Sa? Tại sao những chuyện mua bán đất đai dính líu đến hàng trăm quan chức nhà nước mà làm như cái mụn ghẻ trên da vậy? Phải chăng đó chỉ là chuyện nhỏ nên giải quyết nội bộ, nếu làm sùm ra mất uy tín cán bộ và nhà nước sao? Điều lạ lùng nhất là ông Phó Thanh tra lại tuyên bố cơ quan ông không có thẩm quyền giải quyết những vụ tham nhũng đó. Thế thì đẻ ra cái bộ máy thanh tra làm gì cho tốn ngân sách nhà nước? Mọi người đều thừa biết đây chính là ổ tham nhũng khổng lồ mà. Hạnh tuyên bố thật hồ đồ, vô trách nhiệm, nhưng Hạnh cứ ôm chặt chức vụ không rời. Ban thanh tra không phủ nhận là không có thất thoát, nhưng nêu lên mấy sự việc lẻ tẻ như thế này, phải chăng giới chức hay cơ quan nào đó chủ trương rung cây nhắc khỉ? Đứa nào mà có tật thì nhúc nhích, lo chạy thuốc đi, để vừa có của vừa giữ được cái ghế đang ngự trị, hầu tiếp tục vơ vét trên canh bạc đang tới hồi tàn cuộc. Thiệt là chuyện ngây thơ cũ, ấu trĩ, đóng kịch rẻ tiền. Ban thanh tra đã biết nhiều địa phương còn giấu giếm, không chịu công bố minh bạch sổ sách nên không thể kiểm tra rõ ràng. Thật chẳng ra làm sao cả. Từ thượng tầng kiến trúc bộ máy cai trị của đảng cầm quyền cho đến các bộ máy cơ quan cầm quyền khác, cơ sở hạ tầng, thuần một phường, giả trá, lưu manh, bịp bợm, nên mới có những cái bản báo cáo nhập nhằng chẳng ra cái hệ thống gì, chẳng nói lên được bất cứ điều gì rõ ràng. Ai chịu trách nhiệm? Ai ký lệnh thanh tra?
kết quả sẽ đi về đâu, hay là sau khi khua trống giọng mỏ phèn la in ỏi, trống giông cờ mở, thì mọi sự lại vẫn y nguyên như trở lại thời tiền sử. Dĩ nhiên, những núi tiền tham nhũng được tính bằng đô la sẽ không đi vào ngân khố nhà nước hay bất cứ người dân thường nào được thụ hưởng, cũng chẳng nằm trong két sắt cơ quan chính quyền, mà những túi đô la đó sẽ được chuyển tới các ngân hàng bên Thụy Sĩ, Puerto Rico, Virgin Islands, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Canada, hay chúng biến thành bất động sản, cơ sở thương mại, biệt thự ở đâu đó trong các nước chúng thường gọi là tư bản đang dậy chết, ngoại trừ các nước Đông Dương kể cả Trung Hoa là không có chuyện ký thác đầu tư này. Những đường dây buôn tiền rửa tiền sẽ có cơ hội rộ lên như nấm. Kiến thức thì hẹp té, làm việc thì chỉ có thụt lùi, chứ cải tiến cái nổi gì. Nhưng mưu sĩ, ma giáo, lưu manh, đòn phép tư lợi cá nhân thì chúng có thừa bản lãnh để luồn lách qua các cửa ải còn hơn lương chặt. Cái gì bán được thì cứ bán, vì đây là những canh bạc chót, màn trình diễn cuối cùng trước khi hạ màn giảng tuồng cho sự cáo chung của một chế độ thúi nát, độc tài, vô học. Chúng phải vội vàng dơ viết cho thật nhiều, sau đó kiếm cách hạ cánh an toàn để sống một đời vinh thân phì gia, con cháu còn được hưởng những gì cha ông chúng tích cóp trong những năm cầm quyền tham nhũng hối lộ. Chúng mặc kệ bọn dân đen có ra sao, đất nước có thế nào, chúng tin rằng ai vào đây mà truy cứu, điều tra được khi chúng đã an toàn ở một phương trời xa lạ. Nếu chúng may danh ẩn tích nữa, thì chỉ còn nước bắt thang lên hỏi ông trời. Tuy nhiên, chúng quên khuấy một điều là ông bà ta đã từng khuyên con cháu, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, nghĩa là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Câu nói đó không phải ngày một, ngày hai mà có. Nó tích lũy cả hàng bao nhiêu đời của tổ tiên ta truyền lại dạy con cháu để làm bài học răng đời. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Ngô Thị Minh Ước, sinh năm 1957, bị bắt ngày 8 tháng 7 năm 2014 với bản án 4 năm tù giam và 2 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .dapleisongnui viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website Radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.